Dạ, dung lượng máy quay của con cũng đã hết. Tịnh tài quý vị đưa con thì con cũng phóng sanh hết, nhưng con vẫn sẽ cố gắng làm mỗi ngày mỗi ngày. Và ai ủng hộ được thì ủng hộ, còn ai không ủng hộ được thì con vẫn sẽ cố gắng làm mỗi ngày một chút gì đó, cho hồi hướng công đức cho tất cả những ai đang ủng hộ con bảo tồn thiên nhiên động vật, giải cứu động vật. Và hôm nay như vậy là đã xong rồi. Thưa quý vị, cô bác, anh chị, mọi người xem video nhớ cầu nguyện nha. Người tôn giáo nào thì cầu nguyện theo tôn giáo ấy. Chúng ta phải học được lòng từ bi và yêu thương, là xem tất cả tôn giáo đều như nhau. Không nên có suy nghĩ cực đoan là tôn giáo này mạnh hơn tôn giáo kia, người này là giỏi nhất, người kia thì không bằng. Không nên suy nghĩ như vậy, tất cả chúng sinh nên bình đẳng. Rồi ạ, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ em chương trình này nha. Rồi, đó giờ đi anh nhiều rồi, chưa biết tên anh là gì ạ? Hả? Cho em xin ở tên. Ở nhà thì kêu Tèo. Anh Tèo. Biết tên là trong chương trình cho đòi là Hoàng Mỹ. Hoàng Mỹ. Dạ, cảm ơn anh Mỹ. Oh, có hàng không anh? Chắc là chết rồi. Dạ. Anh tên Tèo nghe có vẻ thân thương nha. Rồi, cảm ơn anh Tèo. Đó. Thì đây là đi lú cá là mình đi rồi. Còn đi te thì mình chưa đi. Đi đăng thì mình đi rồi. Đi soi cá thòi lòi thì mình đi rồi. Đi câu thì mình chưa đi. Còn rất nhiều chương trình giải cứu, mong là mọi người coi ủng hộ. Việc đơn giản nhất, cho con một cái like là được rồi, là việc đơn giản nhất. Dạ rồi.